Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó. Các đã bước qua ngày thứ sáu rồi và chúng ta đã đến gần cuối tuần rồi. Ngày mai đó thì uh, Thuận bận một số công việc cho nên sẽ không có video các bạn. Cho nên trong video này tôi sẽ cố gắng chia sẻ hết tất cả những tin tức nổi bật với các bạn. Và hôm nay là một ngày mà rất là sôi so động. Chúng ta có nhiều thông tin lớn các bạn. Chúng ta có cái thông tin lớn liên quan đến Sam and Free. Thì cuối cùng uh, cái câu chuyện này đã đến hồi kết rồi và kết quả ra sao? Thì uh, có thể nói là kết quả của không phải làm cho nhiều người hài lòng đâu Tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết một lát nữa Chúng ta đương nhiên cũng sẽ dành thời gian để mà nói về tình hình của Bitcoin Smart ETF Chúng ta có một cái tin tức cũng khá là quan trọng liên quan tới Ethereum ETF các bạn Chúng ta có cơ hội thấy vào tháng 5 hay không đó Thì bây giờ đó, vẫn chưa có rõ ràng các bạn Nhưng mà chúng ta có một bước tiến tới rất là tốt ngày hôm nay Chúng ta cũng có tin tốt liên quan đến Hồng Kông, liên quan đến Brazil và nhiều tin tức nổi bật khác Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì các bạn thấy được là giá đó cũng rất là tốt Chúng ta đang ở mức là 70.700 đô Nhưng mà hôm nay hôm nay chúng ta cũng đã có một thời gian trên cái mức là 71.000 đô các bạn và các bạn thấy là hôm qua đã có cái thông tin liên quan đến sàn Coinbase đó là một cái tin tức mà khiến cho nhiều người lo ngại ngay thời điểm đó và giá cũng có một cái sự điều chỉnh như các bạn đã thấy trên màn hình xuống đến mức là khoảng 68.000 đô nhưng mà thật ra đang dự định chia sẻ trong video ngày hôm qua tình hình nó không có tệ như các bạn nghĩ đâu đương nhiên là không có lạc quan nhưng mà cũng không tệ được các bạn chúng ta chỉ là phải chờ đợi ra tò mới biết thêm thông tin mà thôi à, nhưng mà chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay chúng ta có cổ phiếu của Coinbase đã tăng tiếp tục các bạn tăng 328% thì cũng dễ hiểu thôi các bạn tại vì chúng ta thấy được là cổ phiếu của Coinbase nó cũng có cái sự gắn liền với thị trường cho nên thị trường tốt thì cổ phiếu cũng tăng nhưng mà chúng ta thấy là một cổ phiếu khác nó cũng thường gắn liền với thị trường nhưng mà lần này cho dù thị trường đang tốt đó chúng ta cũng thấy được hôm nay có một sự điều chỉnh không hề nhỏ cho cổ phiếu MicroStrategy của Michael sailor các bạn cổ phiếu này ngày hôm nay đã giảm tổng cộng là 11.18% các bạn thì tại sao có tin tức gì xấu hay là không thì cũng không hẳn đâu nhưng mà có một điều đó nhiều người nói đến bây giờ là khi chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của cổ phiếu này Trong năm nay các bạn từ đầu năm tới bây giờ đã có cái sự tăng trưởng là 169.87% các bạn Trong vòng chỉ 3 tháng thôi đã tăng 169% rồi tăng còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa các bạn Và nếu chúng ta nhìn vào trong vòng năm qua đó thì cổ phiếu của MicroStrategy Các bạn thấy được trên màn hình đã tăng 586% trong vòng một năm các bạn cứ như là cái phần trăm này tính luôn cái sự giảm giá ngày hôm nay rồi mà trong vòng một năm qua vẫn tăng là 586 phần trăm cũng như là trước khi mà giảm ngày hôm nay đó, thì tăng hơn 600 phần trăm trong vòng một năm thì chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu con cũng tăng nhiều nhưng mà trên căn bản nó không tăng mạnh bằng chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu con từ đầu năm tới bây giờ là tăng 52 phần trăm và trong vòng một năm qua đó các bạn nhìn thấy được là tăng 320 phần trăm thì nhiều người bây giờ nói là có thể người ta có lợi quá nhiều liên quan đến mua cổ phiếu của thì cho nên chúng ta đang kiến khi mà chúng ta có một cây mảng mà có lời nhiều người ta sẽ bán rồi sau đó tiền dồn về khôi rồi sau đó từ Bitcoin mới dồn về những cái khôi các bạn thì đợt này đó có thể chúng ta chứng kiến thêm một cái hiện tượng nữa đó chính là chúng ta thấy là trước đây đó thì tiền và Bitcoin rồi sau đó Bitcoin đến những cái nền tảng rồi sau đó chúng ta mới đến những cái đồng nhỏ hơn rồi cuối cùng mới đến meme coin các bạn nhưng mà lần này đó thì các bạn thấy được là khi Bitcoin tăng meme coin lại tăng theo như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình dựa theo crypto bubble đó ngày hôm nay Bitcoin tăng các bạn nhìn thấy là phần lớn đó, những cái đồng trong top 10 đó thì cũng tăng nhưng mà có đồng tăng bằng có đồng không tăng bằng các bạn nhưng mà chúng ta đã thấy được là một trong những đồng mà tăng trưởng mạnh đó gần đây khi mà Bitcoin tăng đó chính là những cái meme coin chúng ta nhìn thấy Thế hôm nay thì WIF tăng 31%, Floki tăng 13.5%, Bond tăng 12% các bạn. Và trong thấp 10 đây chúng ta nhìn thấy được đồng mà có cái sự tăng trưởng. Đó chính là đồng Dogecoin tăng 6.6% các bạn, nhiều hơn Bitcoin. Thì đợt này chúng ta thấy được là Bitcoin tăng, rồi Memecoin tăng. Nhưng mà dòng tiền nó đến từ đâu thì nhiều người nói là chúng ta có thể đang chứng kiến là có thêm một yếu tố nữa. Đó chính là những cái cổ phiếu trong thị trường chứng khoán liên quan đến crypto có thể là chúng ta phải cộng thêm cái đó vào có nghĩa là tiền đi vào những cái cổ phiếu này rồi người ta có lời rồi người ta có thể chốt lời rồi đem cái tiền đó để mà đầu tư trực tiếp vào bitcoin rồi sau đó đến những cái altcoin chỉ là chúng ta đang nói tới khá là nhiều rồi tại sao đợt này chúng ta đã thấy được là bitcoin tăng rồi meme coin tăng à, cũng đơn giản thôi các bạn tại vì chúng ta thấy được là bitcoin bây giờ đã có một dòng tiền mới thì chính là dòng tiền đến từ bitcoin Spot etf nó điều đặn hơn ít nhất trong thời gian khoảng chừng là hai tháng qua nó rất là điều đặn các bạn và chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa và đương nhiên chúng ta nói tới meme coin tại sao lại hấp dẫn tại vì người mới vào thị trường này đó họ không có muốn mua một phần nhỏ của bitcoin ngay cả chúng ta có thể nhìn thấy được những cái đồng như là Ethereum bây giờ cũng đã 3.500 đô rồi các bạn các bạn thấy là một người mới vào đó với khoảng chừng là 50.000 đô thì họ không mua được bao nhiêu những đồng này hết trong khi mà họ nhìn những đồng meme coin họ thấy là wow CBI Inu là 0.00003 1.000 đô có thể mua được rất nhiều đồng và nếu như một đồng này đó mà lên tới một đô la thì họ sẽ lời biết là bao nhiêu các bạn Nhưng mà họ lại quên là nếu như mà lên tới một đô la thì đã tăng bao nhiêu rồi Thì lúc đó vốn hóa sẽ cực kỳ kinh khủng các bạn Cho nên người mới họ không có nghĩ đến những cái điều này Nhưng mà Thuận nói gì không phải là để chọc quê người mới hay gì đâu các bạn Tại vì chúng ta cũng đã từng là người mới Và đó cũng là cái lối suy nghĩ của rất nhiều người khi mà tham gia vào trong đó có Thuận luôn Cho nên nó cũng rất bình thường Vì lý do đó cho nên Thuận hiểu rõ hơn ai hết các bạn bà mua nào cũng vậy chúng ta sẽ thấy có một cái sự tăng trưởng của Meme coin cho nên trong trên một đầu tư của Thần cũng có một phần nhỏ meme coin các bạn nhưng mà chúng ta nói tới meme coin đó, thì các bạn thấy hôm nay những đồng lớn thì trong đó chúng ta có dogecoin đã có sự tăng trưởng chúng ta nhìn thấy được bây giờ đang tăng là 6.6% một tuần qua đã tăng khoảng chừng là 40% các bạn thì chúng ta có tin tức gì mới liên quan tới dogecoin hay là không thì cũng không có đâu các bạn chỉ có một cái tin tức được chia sẻ cách đây khoảng chừng là vài ngày đó Thần cũng mới biết mới đây thôi thì có một người đã hỏi rock các bạn rock có nghĩa là cây ai của X của Twitter thì đã hỏi là có thể gửi hay là nhận đồng đồ con trên X là không thì không biết vì lý do gì đó có thể là tại vì họ đã lập trình sẵn tại vì tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có X payment các bạn sản phẩm đó đó thì vẫn chưa có xuất hiện nhưng mà rock lại nói là có thể sử dụng gửi và chuyển đồng Dogecoin và họ đưa ra những cái cách làm các bạn vào cái X app rồi các bạn kết nối cái ví Doge, các bạn có thể gửi giống như là đã lập trình sẵn rồi các bạn. Cho nên nhiều người cũng cảm thấy là khá là bất ngờ, có phải đây là dấu hiệu là Elon Musk cuối cùng cũng sẽ thích hợp Doge vào trong cái ví thanh toán của X là không thì chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là một trong những điều mà khiến cho nhiều người cũng nuôi lòng tin các bạn Và thuận cũng đã thử hỏi rock là tôi có thể gửi hoặc nhận đô trên x là không thì các bạn thấy được là trên màn hình thì rock đã trả lời là bạn có thể gửi hoặc nhận đô coin trên nền tảng x bằng cách sử dụng các tính năng thanh toán tích hợp và trong đó có x payment các bạn giống như là rock đã biết trước được tương lai <laughs> có thể đây chính là lý do tại sao mà Dogecoin có sự tăng trưởng trong vòng mấy ngày qua. Các bạn còn biết thông tin nào về Dogecoin hay không? Hãy comment bên dưới chứ còn thông không cứ có thông tin gì mới hơn, thông tin này hết các bạn. Và chúng ta nhìn chung thị trường chứng khoán thì các bạn thấy hôm nay cũng là một ngày rất là tốt. Chúng ta có chỉ số S&P 500 các bạn, chỉ số này hôm nay đã đạt cây đỉnh mới và kết thúc ở mức là 5.254 điểm các bạn, một cái mức cực kỳ cao luôn và đã kết thúc quý 1 của năm nay đó cực kỳ ấn tượng. Cái quý 1 năm nay đó là một trong những cái quý 1 tốt nhất kể từ năm 2 2019. Tuy ngày mai là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ nhưng mà ngày mai đó là ngày lễ Good Friday, nghĩa là lễ Easter các bạn lễ phục sinh cho nên uh, chứng khoán Hoa Kỳ sẽ không mở cửa, có nghĩa là ngày mai chúng ta cũng sẽ không có những cái thông tin liên quan đến Bitcoin Smart ETF. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin lớn các bạn, tại vì ngày mai đó chúng ta sẽ nhận được chỉ số phần trăm lạm phát PCE thì uh, chúng ta có thể thấy được là bây giờ đó phần trăm lạm phát PCE của tháng vừa rồi đó chính là ở cái mức 2.4 phần trăm phần trăm lạm phát PCE của ngày mai đó ước tính là 2.5 phần trăm như là tăng nhẹ là một chút các bạn và core PCE như là không tính lương thực và năng lượng đó, thì sẽ ở cái mức là 2.8 phần trăm tương tự như là cái tháng vừa rồi cho nên ngày mai nếu như mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát PCE tăng một chút lên 2.5 nên thì nó cũng như là ước tính các bạn không gì cần phải lo lắng hết và chúng ta cũng biết là mỗi tháng thì có hai chỉ số phần trăm lạm phát thứ nhất đó chính là chỉ số CPI có khoảng chừng đầu tháng và cuối tháng chúng ta có PCE. Hai cái này đó nó đều tính toán phần trăm lạm phát, hai cái tính khác nhau một chút các bạn nhưng mà cái xu hướng đều giống nhau. Cho nên đây cũng là xu hướng của CPI. Chúng ta sẽ biết được vào sáng ngày mai và chúng ta cũng sẽ có cái lời phát biểu đến từ Chủ tịch John Powell. Đây là Chủ tịch của Fed và đây sẽ là lần đầu tiên ông phát biểu sau cái cuộc họp báo tuần vừa rồi các bạn hãy xem coi ngày mai ông sẽ nói gì ngày mai cũng sẽ là một ngày có nhiều tin tức các bạn chỉ là thị trường chứng khoán không mở cửa mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy được là ngoại trừ chỉ số S&P 500 đó, ở cái mức đạt đỉnh mới chúng ta cũng có chỉ số vàng các bạn hợp đồng vàng hôm nay cũng đã đạt đỉnh mới luôn ở mức là 2.254 đô cho một ounce vàng còn về crypto đó thì các bạn thấy cái mức này 70.668 đô thì Bitcoin chỉ cần tăng khoảng chừng là 4% nữa thôi thì cũng sẽ có đỉnh mới. Chỉ là Bitcoin muốn khi không muốn thôi các bạn. Tại vì nếu muốn thì tăng 4% trong một ngày không phải là vấn đề. Còn về hợp đồng của dầu thì sao các bạn? Hợp đồng của dầu đó thì tăng cao một chút xíu nữa mức là 83 đô 11 cent. Chúng ta sẽ tiếp tục theo cho hợp đồng của dầu tại vì chúng ta muốn thấy hợp đồng này ở mức ổn định là khoảng chừng dưới 80 đô. Gần đây đã tăng nhẹ một chút các bạn ở mức là 83 đô hiện tại chúng ta sẽ không có pre market tại vì ngày mai sẽ không có thị trường chứng khoán chúng ta còn một tin tức khác nữa liên quan tới vĩ mô rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới những thông tin liên quan đến thị trường crypto này các bạn thấy được là ngân hàng trung ương của trung quốc đó thì họ đã nói là họ sẽ có cái quyết định liên quan đến việc là sẽ thu mua công trái phiếu của chính phủ trung quốc các bạn đã gần như là hai thập kỷ rồi các bạn 20 năm qua không có thu mua công trái phiếu bây giờ thì các bạn thấy được là chính phủ Trung Quốc cũng đã ra cái quyết định đó có nghĩa là gì các bạn nghĩ là sẽ tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường các bạn đã biết là gần đây đó thì Trung Quốc đã có cực kỳ nhiều biện pháp khoảng chừng là hơn nửa năm qua các bạn liên quan tới là giảm lãi suất chúng ta thấy được là thậm chí là không cho số chứng khoán rồi bây giờ chúng ta thấy được là ngân hàng trung ương Trung Quốc nói là sẽ mua công trái phiếu của chính phủ để có thể tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường các bạn và chúng ta cũng thấy được là cùng cái thời điểm này thì Fed cũng đã nói là chuẩn bị để mà giảm lãi suất vào khoảng chừng lại hè năm nay. Thêm vào đó đó cũng đã nói là sẽ sớm ngưng bán công trái phiếu. Các bạn nên hiểu là đối với ngân hàng trung ương đó khi mà họ mua công trái phiếu như là bơm tiền vào trong thị trường, có nghĩa là họ mua giấy nợ rồi họ đưa tiền, tiền đó sẽ được sử dụng cho dù là mua công trái phiếu đó thì các bạn nghĩ là chính phủ lấy tiền đó làm gì? Lấy tiền đó để mà vận hành quốc gia các bạn, họ lấy tiền đó để có thể là trả lương cho những người làm việc cho nhà nước cho chính phủ rồi uh, trả cho những cái công trình các bạn thì tới cuối cùng tiền cũng sẽ được bơm vào trong thị trường. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói tới là một ngân hàng trung ương mà họ thu mua công trái phiếu đó thì đó chính là cái dấu hiệu họ bơm tiền vào trong thị trường các bạn. Và ngược lại, khi mà ngân hàng trung ương bán công trái phiếu nghĩa là họ thu tiền trở lại siết chặt nguồn tiền và cái chúng ta đang chứng kiến đó chính là trung quốc bây giờ lại muốn thu mua công trái phiếu và ngược lại hoa kỳ lại sắp sửa ra quyết định là sẽ ngưng bán công trái phiếu các bạn tiền sẽ từ từ lại đổ vào trong thị trường các bạn chúng ta đã trải qua cái thời kỳ siết chặt rồi và chúng ta thấy là không chỉ riêng là trung quốc hay là hoa kỳ những cái ngân hàng trung ương khác ở trên thế giới đó đều đưa ra những dấu hiệu tương tự họ đã có sự chuẩn bị để có thể giảm lãi suất khi mà thích hợp nếu như chúng ta không thấy có một đợt suy thoái tài chính xảy ra chúng ta đã nghe tới suy thoái tài chính từ năm 2019 rồi các bạn tới bây giờ vẫn chưa có xảy ra nếu như mà suy thoái tài chính không xảy ra đó thì chúng ta có thể được là tiền sẽ được bơm vào trong thị trường kích thích nền kinh tế thì tất cả tài sản sẽ tăng nhưng mà cho dù là chúng ta có suy thoái tài chính đi nữa thì nó cũng chỉ tăng cái tốc độ những ngân hàng trung ương giảm lãi suất và bơm tiền vào trong thị trường mà thôi và kết quả cũng sẽ như vậy những tài sản cũng sẽ tăng theo thời gian các bạn chỉ là trong thời gian ngắn hạn là sẽ tăng hay giảm mà thôi nhưng mà kết quả cuối cùng tài sản vẫn sẽ tăng tại vì tới cuối cùng là tiền vẫn sẽ được bơm vào trong thị trường chỉ là nhanh hay là chậm và ngày mai, thật ra là khuya ngày hôm nay ở Hoa Kỳ và ngày hôm nay ở Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ có một cái số lượng hợp đồng option đáo hạn rất lớn các bạn. Tại vì sao? Tại vì đây là ngày thứ sáu không những là cuối tháng mà còn cuối quý nữa các bạn. Chúng ta sẽ có tổng cộng, thực sự rất lâu rồi chúng thường mới thấy con số lớn như vậy. Tổng cộng là có 15 tỷ đô la option sẽ hết hạn vào ngày thứ sáu này à, và khi nào có bạn là 8 giờ sáng UTC có nghĩa là ngày hôm nay ở Việt Nam 3 giờ chiều và khuya nay ở Cali 1 giờ sáng các bạn và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bậc trong video ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Poly Trade và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Poly Trade là một công cụ tổng hợp RWA như là Real World Asset Polytrade đã tập hợp tất cả các loại tài sản khác nhau vào một nơi duy nhất. Nó giống như là Amazon của RWA, tài sản thế giới thực được token hóa. Polytrade đã hợp tác với Orus để cung cấp vàng, bạc, bạch kim và với Ondo cho tài sản nợ. Dự án này đã có quan hệ đối tác với hơn 30 nhà cung cấp tài sản bao gồm những công ty lớn trong lĩnh vực tài chính như là Goldfinch, Clearpool, Galileo, 4K, Obligate và nhiều nhà cung cấp khác. Trước đó, đó thì quỹ của BlackRock trên Ethereum đã đầu tư vào thị trường RWA một bước tiến lớn. Đối với tài sản thật được token hóa, token RWA như là Ondo đã tăng trưởng gần 40%, tức là tổng số vốn hóa đã tăng 300 triệu đô la và hiện có giá trị hơn là 7 tỷ đô la. Mastercard đã đề cập đến Polytrade trên trang web blog của họ với vị thế như là một trong những cái dự án mà đi đầu trong lĩnh vực token hóa tài sản, Party Trader sẽ hợp tác chặt chẽ với Mastercard trên Mastercard MTN. Đây là một cái mạng riêng thuộc sở hữu của Mastercard mà họ sẽ làm việc với các ngân hàng trên đó để mà giải quyết các bài toán thanh khoản và hỗ trợ người dùng toàn cầu một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đặc biệt đó thì một phó giám đốc của Mastercard sẽ là người đứng đầu hội nghị PolyTrade RWA vào tháng 4 và sẽ có những người từ Citibank và có cả sự tham gia của người sáng lập Polygon và người sáng lập Polygon cũng là nhà đầu tư cố vấn cho dự án PolyTrade này. Lĩnh vực RWA, tài sản thế giới thực được token hóa đang phát triển và PolyTrade có thể trở thành một trong những công ty đi đầu trên lĩnh vực này. Mọi thông tin như thường lệ nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm sẽ nằm ở phần mô tả của video này. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay. Và tổng cộng nên chúng ta có là 9.5 tỷ đô la BTC option và 5.7 tỷ đô la Ethereum option sẽ đáo hạn ở trên Deribit. Và cái điểm Max Pen là 51.000 đô Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy được giá là 70.700 đô rồi Cái điểm Max Pen là 51.000 thì khoảng cách rất là xa các bạn Và các bạn thấy được là cái thời gian không còn nhiều nữa Cho nên á, kỳ này bên Put nghĩa là cái bên Bear đó không được ổn các bạn Và đối với Ethereum đó thì điểm Max Pen là 3.550 Thì đối với Ether là khác Đối với Ether đây chúng ta thì con số đó mà hết hạn cũng không hề nhỏ Con số hết hạn chúng ta vừa nói đến cho Ether là 5.7 tỷ đô la hợp đồng option Thì các bạn sẽ thấy được là giá của Ether hiện tại là 3.558 đô. Khi mà chúng ta nhìn vào cái giá Max là 3.550 đô thì nó đang gần như khớp với cái giá này. Nhưng mà nào mà không rành nên thì chúng ta đang nói tới là hợp đồng option các bạn nghĩa là quyền được mua và quyền được bán hay cái còn gọi là call và put. Thì hiểu đơn giản call có nghĩa là bullish put có nghĩa là bearish các bạn nhưng mà đối với option nó không giống là futures futures đó là hợp đồng tương lai các bạn nhưng mà option đó là cái hợp đồng quyền chọn và nó sẽ có cái ngày hết hạn và nếu như mà đến ngày hết hạn mà cái giá max pen đó cái điểm này mà bằng với cái mức hợp đồng của các bạn thì coi như hợp đồng đó là bỏ đi tại vì không có lý do gì các bạn sẽ sử dụng hợp đồng đó trong khi mà cái giá trên thị trường bằng với cái giá hợp đồng à, hiểu đơn giản nếu như điều đó xảy ra thì à, những người nào mà mua option sẽ bị lỗ và nhiều người đó thì có giả thuyết là mỗi lần mà có cái số lượng lớn option như vậy thì sàn sẽ cố gắng giữ giá ở mức nào đó để có thể khiến cho nhiều người bị lỗ nhất và sàn chính là người bán như option này thì họ sẽ có cái phần lợi rất là lớn nhưng mà trong trường hợp này nếu như đó là sự thật thì các bạn thấy được là cái điểm max pen là 51 000 trong khi giá Bitcoin bây giờ là 70.700 đô và ngoại trừ là có tin tức gì cực kỳ cực kỳ xấu trong vòng vài tháng tới không có lý do gì ta nghĩ là giá Bitcoin có thể giảm xuống 51.000 đô các bạn nhưng mà ngược lại đó thì giá Ether lại đang nằm trong điểm max pen. thì có một cái khả năng nào là có ai đó đang cố tình giữ giá Bitcoin lại tại vì không để cho Bitcoin tăng nữa nếu như Bitcoin tăng nữa có thể kéo theo cả thị trường tăng và sẽ làm cho y tựa cũng tăng theo trong khi cái mức giá y tựa ngay bây giờ đó chính là cái mức giá mà họ cần để có thể chờ đến đáo hạn bài tiếng tới nếu như mà họ có thể giữ được giá y tựa mức này thì họ sẽ có lời rất là nhiều có khả năng đó hay không thì cũng có các bạn có nghĩa là ai đó đang cố gắng kiềm chế Bitcoin mức này không bị Bitcoin tăng để kéo theo Ether nếu như đó là sự thật đó, thì sau khi hết hạn thì giá của BTC sẽ có cái xu hướng tại vì một lần nữa đây là cái hợp đồng quyền chọn họ cũng không muốn giá xuống nữa các bạn họ muốn giá ngay cái mức max fan thì đó là cái thông tin liên quan tới hợp đồng option mình thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ biết sớm trong vòng vài, vài tiếng nữa thôi à, chúng ta cũng thấy hôm nay là một ngày mà rất là lớn cho sang mà mình free cuối cùng đó thì à, cái câu chuyện của FTX

thì Sam Free sẽ lãnh tổng cộng là 25 năm tù. Có nghĩa là ở cái tuổi 32 đó thì sẽ ra tù vào lúc 57 tuổi các bạn. Đây là cái bản án đã được phán quyết ngày hôm nay cho Sam Free. Thì các bạn đã nhớ là trước khi mà phán quyết đó thì chúng ta cũng đã biết là hai bên muốn gì rồi ở bên công tố viên. Họ muốn là 40 tới 50 năm tù, còn ở bên luật sư của Sam Free đó thì họ nói là khoảng chừng là 5 tới 6 năm đã là quá đủ rồi. Thì các bạn thấy cuối cùng sự thật nó nằm ở chính giữa, giữa 50 năm và năm 6 năm, đó chính là khoảng chừng 25 năm tù các bạn. Đó chính là cái mức án mà Sam đã lãnh ngày hôm nay. Thì đối với mức án này ra nhiều người cảm thấy là đủ, nhiều người cảm thấy là không đủ các bạn, nhưng mà nhìn chung đó thì cái phản ứng của nhiều người nghĩ là cái mức án này quá nhẹ. Công đồng của thôn Capital trên Twitter đó thì tám 38.8% nghĩ là quá nhẹ, còn 34% nó nghĩ là đã đủ, có nghĩa là cái số lượng bạn nghĩ là bỏ mạnh tay lên thì ít hơn và khoảng chừng 13% nó không biết SPF là ai các bạn, không biết Sam là free live à, thì có thể đây là những bạn mới thì chào mừng các bạn đã đến kênh thì nói chung đó các bạn đã thấy là cái lý do tại sao nhiều người nghĩ là quá nhẹ tại vì cái mức án ban đầu được nói đến và cũng đã được lập lại ngày hôm nay tòa án đó chính là lên tới cái mức là khoảng chừng là 110 năm các bạn hôm nay đã thẩm phán cũng đã lập lại là mức án cao nhất là như vậy à, nhưng mà các bạn cũng đã nhớ là có một vài tội danh đã được hủy bỏ từ cái tháng 3 năm ngoái tới bây giờ các bạn và trong đó có hai tội danh lớn đó chính là cái tội danh liên quan tới vi phạm luật quyên góp chính trị ở Hoa Kỳ và thứ hai nữa là liên quan đến cáo buộc hối lộ với những cái quan chức của trung quốc tại vì các bạn đã nhớ là có một phần tiền bị giam lại ở trung quốc đó rồi sau đó Simon free và sàn ftx cũng đã hối lộ một số quan chức nhưng mà hai cái tội danh này đã được hủy bỏ nghĩa là không ra tòa các bạn và nhiều người cũng đặt nghi vấn là tại sao có phải tại vì khi mà điều tra liên quan đến hối lộ hay là điều tra liên quan đến uh, quyên góp chính trị ở hoa kỳ đó thì lại dính tới nhiều người có quyền lực cho nên thà hủy bỏ hai tội danh này để sam lãnh cái mức án thấp hơn còn hơn là ra tòa để mà bươi ra hết tất cả thông tin ít ra đó là những cái điều mà được nói đến ngày hôm nay các bạn và trong phiên tòa hôm nay đã sam có khác gì không thì cũng không khác gì đâu các bạn à, đã cũng rất lâu chúng ta mới nghe sam chia sẻ và hôm nay đó, ở tòa án đó, thì à, các bạn đã thấy được là and free cũng chỉ nói là i'm sorry cuộc sống hữu ích của tôi có lẽ đã kết thúc tôi đã vứt bỏ tất cả điều đó ám ảnh tôi mỗi ngày chúng chỉ nói chung chung vậy mà thôi các bạn và giữa sam nó với luật sư của mình thì cũng không có ăn khớp với nhau cũng y chang như là cái lúc mà chúng ta đã nói tới khi mà ra tòa hồi tháng 3 của năm ngoái thôi nhớ thì luật sư của sam đó trước khi mà tòa tiếng án thì cũng đã cố gắng chia sẻ một bài phát biểu chân thành về Sam là một chàng trai rất tốt và nên được tha thứ cũng như là có cơ hội cho một tương lai tích cực đóng góp cho xã hội cuối cùng đó, thì những nạn nhân của sàn FTX cũng sẽ được bồi thường nhưng mà bao nhiêu thì ông không nói và Sam không phải là những người như là Bernie Madoff nhưng mà ngay lập tức đó, thì Sam lại đứng lên và nói là vâng nhưng đó không phải là điều quan trọng cần tập trung ở lúc này <laughs> các bạn thấy được là luật sư bào chữa đang cố gắng xin giảm án nhưng mà Sam lại uh, chen vô để mà tự chia sẻ công nghiệp của mình các bạn đây cũng là điều chúng ta đã thấy xảy ra nhiều lần ở trong cái phiên tòa xử Sam Bankman Free thì uh, tới cuối cùng đó các bạn nghĩ sao cũng được à, Chúng ta có thể thấy là cái vụ này coi như đã chấm dứt Mặc dù nhiều người cũng không có thỏa mãn Các bạn cảm thấy được là có rất nhiều nghi vấn Tới cuối cùng cũng không được bươi ra Chúng ta cũng như nói đến những cái nghi vấn liên quan đến là Cung cấp tiền cho chính trị ra lại à, Không có được xử Thì không biết ai đứng sau lưng hết các bạn Và chúng ta cũng thấy được là cái mối quan hệ Giữa Sam and Free với lại những người quyền lực Thì cực kỳ khó hiểu Chắc chắn là có cái gì đó đang xảy ra Chỉ chúng ta không biết mà thôi Tại vì các bạn thấy được là Sam có thể gặp riêng Gary Gensler của SEC trong khi mà nhiều người khác không thể gặp riêng ông các bạn và trước khi mà mọi thứ sụp đổ đó thì Gary Gensler chính ông cũng đang nghĩ đến việc là trao cái bằng hoạt động mà nhiều sàn giao dịch mới các bạn cái bằng mà ông nói à, cho phép những sàn giao dịch có thể là cung cấp chứng khoán được giao cái bàn đó cho Simon Free nhưng mà cuối cùng sang FTX sụp đổ các bạn và nhiều người nói là tại vì có cái sự quan hệ mật thiết giữa Sam với là Caroline Allison các bạn bạn gái cũ tại vì ba của Caroline là Clan Allison đó chính là giáo sư của trường đại học MIT và trước đó chính là sếp của Gary Gensler trước khi mà ông rời khỏi trường MIT để mà nhận chức chủ tịch SEC. Cho nên tất cả đều có quan hệ với nhau và thông qua quan hệ này cho nên là Sam mới có thể quen biết được với lại Gary Gensler và thông qua quan hệ của gia đình mới biết được những cái người mà có tên tuổi trong chính trị các bạn. Nói chung đó, thì còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Cũng như là các bạn thấy được là chỉ có Sam bị kết án mà thôi. Còn những người khác đó thì không bị nói đến các bạn. Chúng ta đã thấy được là ngoại trừ Sam và Free. Thì cuối cùng Gale quen không bị gì hết chúng ta thì là Singh cũng không bị gì hết và đương nhiên Kelly Allison thì cũng không bị gì hết và đương nhiên họ đứng ra để mà chỉ trích Sam để có thể là được giảm án nhưng mà đến cuối cùng đó thì chỉ có Sam là lãnh tội thôi các bạn chứ còn những người kia đây thì không bị nói đến luôn không bị phạt luôn và đặc biệt đó là chúng ta thấy được là Sam Chabuco thì hoàn toàn không có xuất hiện các bạn trong cái vụ này là Sam Chabuco người này là các bạn hoàn toàn không có xuất hiện các bạn nên nhớ là Kelly Allison chỉ là CEO của Alameda một thời gian cực kỳ ngắn mà thôi trước khi mà mọi thứ sụp đổ tại vì trước đó đó người mà đứng đầu Alameda đó chính là Sam Chabuco nhưng mà Sam Chabuco đó thì từ chức trước khi mọi thứ sụp đổ Rồi không nghe công tố người này luôn các bạn không biết lý do tại sao nhiều người cho là người đứng sau lưng tất cả tại sao công tố viên đó biết tất cả về cái hoạt động của sàn FTX là tại vì người đứng sau tố cáo đó chính là Sam Chabuco để có thể được, được miễn tội danh nhưng mà tất cả những điều này đó chúng ta sẽ mãi mãi không biết tại vì cái vụ này đó hầu như là sẽ kết thúc ngày hôm nay các bạn đương nhiên đối với lại ba mẹ Sam đó thì không muốn kết thúc như thế này muốn kháng cáo cho con của mình cho nên khả năng cao đó là sẽ có kháng cáo các bạn và không biết sẽ đi đến đâu nhưng mà nhiều bạn hỏi là ok Sam bây giờ được xử là 25 năm thì nhiều bạn hỏi là nếu như mà cống hiến và cải tạo tốt thì có thể được ra tù sớm hay là không thì câu trả lời đó đây là câu trả lời đến từ Miller Lawman một trong những người mà luật sư nổi tiếng ở trên Twitter các bạn thì nói là những người mà bị kết án theo luật liên bang giống như trong trường hợp của Simon Free đó thì có thể được ra tù sớm nhưng mà trung bình cái này trung bình mà thôi có nhiều trường hợp khác nhau nhưng mà trung bình phải thi hành 85 phần trăm bản án và trong trường hợp của Simon Free là 21.25 năm các bạn có nghĩa là có thể được ra sớm hơn nhưng mà vẫn mới thi hành là khoảng chừng 20 năm các bạn. Lúc đó đã hơn 50 tuổi rồi. Một điều nữa thùng quên chia sẻ với các bạn là cái bản án là 25 năm tù cộng với tịch thu là 11 tỷ đô la các bạn thu 11 tỷ đô la và 25 năm tù chứ không phải là chỉ ở tù không nhưng mà nhiều người nói là nếu như mà họ có số tiền này thì có thể là họ sẽ giấu một số tiền lớn khác khi mà Sam ra tù lúc đó năm mấy tuổi đó thì vẫn là một tỷ phú vẫn rất là giàu thì đó cũng có thể các bạn không biết được là họ có giấu tiền hay là không nhưng mà một điều các bạn nên hiểu là nếu như là như vậy đó thì Sam vẫn sẽ phải ở trong tù cho dù là được giảm án giống như lỡ 20 năm đi thì trong đời Sam and Free có được bao nhiêu 20 năm các bạn và đây là 20 năm rất là quan trọng từ tuổi 30 tới tuổi 50. Đó chính là cái lứa tuổi mà các bạn gây dựng sự nghiệp, các bạn thành lập gia đình. Cái lứa tuổi mà các bạn vẫn tràn đầy những cái hoài bão và còn sức khỏe các bạn. Nhưng mà đáng tiếc lại phải ngồi trong tù. Và cũng không biết là ba mẹ của Sam mình free bao nhiêu tuổi. Lỡ như mà có chuyện gì thì Sam chỉ có thể ngồi trong tù mà thôi các bạn. Không thể ở kế bên ba mẹ của mình. Thì đó là những cái mức mát mà Sam mình free sẽ phải gánh chịu cho dù là sau này ra tù con tiền hay không có đó không biết các bạn nhưng mà đó là những cái mức mát mà Sam sẽ phải gánh chịu ngay bây giờ cho đến nhiều năm tới đây có đáng hay không đó thì cái đó chỉ Sam mới trả lời được thôi các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của Bitcoin Smart ETF đi thì hôm nay đã rất là tốt tuy vẫn chưa có những cái thông tin cuối cùng nhưng mà ngay bây giờ đây các bạn nhìn thấy được là chúng ta đang có nguồn tiền dương ngày hôm nay là 77.8% và chúng ta vẫn đang chờ đợi công ty lớn nhất đó chính là BlackRock thì vẫn chưa có thống kê nhưng mà ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy được là GBTC Grayscale đó họ bán 104 triệu chỉ là thấp hơn nhiều so với ngày hôm qua chỉ bằng 1 phần 3 thôi các bạn trong khi những quỹ còn lại thì vẫn thu vào chúng ta có thể nhìn thấy được là cuối cùng phải thì cũng đã thu vào 68 triệu không giống như hôm qua chỉ có 1.5 triệu mà thôi các bạn không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua có thể là mọi người đều dồn tiền vào BlackRock hay là các bạn nhìn thấy được là bên đây đó chính là của Ark Invest tại vì Ark Invest thường không có nhiều tiền thu vào như vậy nhưng mà hôm qua lại có 200 triệu thì có thể là hôm qua khách hàng lựa chọn Ark Invest và lựa chọn BlackRock hôm nay không biết BlackRock sẽ là bao nhiêu các bạn nhưng mà ngay bây giờ để chúng ta vẫn đang thấy có dòng tiền dương và có nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc một tuần toàn bộ là dòng tiền dương tại vì sao các bạn tại vì chúng ta không có giao dịch ngày mai dòng tiền Bitcoin Spot ETF đã trở lại thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái phần trăm có lời bây giờ loại như các bạn thì ngay bây giờ đó chúng ta ở cái mức là 70.700 đô thì phần trăm Bitcoin có lợi cũng đã tăng lên một chút nữa các bạn chúng ta vẫn đang trong vùng màu đỏ này nhưng mà nó đã lên cái mức là 97.18% hiện tại rồi rất là cao chúng ta cũng sẽ nói tới Ethereum Spot ETF thì có tin tức lớn gì thì hôm nay đó, chúng ta nhìn thấy được là lại thêm một công ty nữa đó chính là Bitwise ngày hôm qua thì ngày trước đó không quên rồi một trong hai ngày đó thì chúng ta đã có cái thông tin là Fidelity đi để chính thức nộp cái đơn S1 cái đơn đăng ký e từ sport ETF cái này là theo quy trình thôi các bạn hôm nay chúng ta đã thấy một cái công ty khác nữa đó chính là Bitwise cũng đã nộp đơn S1 này các bạn cho dù là khả năng được thông qua bây giờ đó đánh giá bởi Bloomberg thì không có cao các bạn khoảng chừng là 25% mà thôi nhưng mà rất rõ ràng những công ty vẫn không bỏ cuộc thêm vào đó nữa các bạn đã thấy được là trong cái văn bản S1 của Fidel ngày hôm qua đó thường quên chia sẻ với các bạn là trong văn bản đăng ký đó họ nói là họ muốn có quỹ Ether Spot ETF mà phải có chức năng staking các bạn các bạn đã nhớ là ngay bây giờ SEC đang tấn trong Coinbase nói là cái dịch vụ staking là một hợp đồng đầu tư nhưng mà các bạn thấy được điều đó cũng không có làm lung lay cái lòng tin của những công ty này Fidelity là công ty đầu tư lớn thứ ba tại Hoa Kỳ và họ đòi hỏi là phải cho họ stake các bạn các bạn không nhìn thấy được là trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua của Larry Fink, CEO của BlackRock thì cho dù ông nghĩ là có khả năng ET là chứng khoán, ông cũng không quan tâm, tại vì cho dù ET là gì thì BlackRock vẫn sẽ tiếp tục tiến tới và có iShares Spot ETF. Câu hỏi là khi nào các bạn? Tháng 5 này hay là phải đợi tới năm sau? Cái đó thì không mà trả lời được đâu. Ngay bây giờ thì Bloomberg nói là chắc phải đợi tới năm sau. Nhưng mà hôm nay đó thì Bitwise lại chia sẻ một cái thông tin các bạn. Đây là cái cách tính của Bitwise. Họ cũng đã tính theo cái sự đòi hỏi của SEC. Và cái mà SEC gần đây đó hỏi những công ty đó chính là liên quan đến việc là có chắc chắn là cái giá của sàn spot và cái giá của hợp đồng tương lai đó ở trên những sàn như là CME nó có quan hệ mật thiết hay là không. Thì các bạn đã nhìn thấy được nếu chúng ta nhìn vào Ethereum đó, thì cái sự quan hệ rất mật thiết khi mà chúng ta nhìn vào hàng giờ đó thì các bạn thấy cái sự tương đồng giữa cái giá của hợp đồng tương lai trên sàn CME và cái giá của Ethereum spot trên sàn spot thông thường. Cái sự tương quan là 95.7 cho đến 99.3% rất là cao luôn các bạn. Và đối với lại Bitcoin đó thì là 95 cho đến 99.2% các bạn cũng cực kỳ cao. Và đó là so sánh với lại sàn Coinbase các bạn khi mà so sánh với lại cái sàn Kraken đó thì cái phần trăm cũng tương tự như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì điều này nói lên được gì điều này nói lên được là nếu như mà SEC đã muốn từ chối Ether spot ETF chỉ vì họ nói là cái giá của những hợp đồng không theo sát giá spot cho nên sẽ làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư thì đó không phải là lý do đâu các bạn họ không thể sử dụng lý do này và không biết họ còn lý do nào nữa ngoại trừ việc là họ phải liệt y tờ là chứng khoán và nói là đang điều tra cho nên không có cho thông qua nhưng mà nếu làm như vậy đó thì các bạn thấy là những cái công ty như là Coinbase họ cũng đã sẵn sàng để mà tấn công sec để mà ra tò nếu như điều đó xảy ra các bạn nói chung đó thì tình hình bây giờ sec vẫn đang rất là im lặng và vì lý do họ im lặng cho nên bloomberg không đánh giá được khả năng cho nên họ nói khả năng không có cao của các bạn khoảng chừng 25% mà thôi. Chúng ta bây giờ đã như thường chia sẻ trong video ngày hôm qua có thể nghĩ là sẽ không thông qua. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đi. Nếu như mà được thông qua đó thì coi như một tin tức bất ngờ và rất tốt cho thị trường các bạn. Đó là cái suy nghĩ và tâm lý của thuận hiện bây giờ cứ cho là không được thông qua đi. Nếu như mà được thông qua thì đúng là một bất ngờ rất là tốt trong tháng năm này. Và chúng ta cũng nhìn thấy được ở trên màn hình đó, đây là cái thống kê đến từ Dune Analytics và họ thống kê kinh hóa tài sản bây giờ đó liên quan đến không trái phiếu là bao nhiêu và các bạn thấy được là cuối cùng chúng ta cũng đã nhanh chóng vượt qua là 1.1 tỷ đô la. 1.1 tỷ đô la công trái phiếu Hoa Kỳ đã được kinh hóa các bạn và chúng ta nhìn thấy bên dưới này là chúng ta có ba cái quỹ lớn chúng ta có cái quỹ Benji của Franklin Templeton các bạn đây cũng là một những cái công ty tài chính lớn ở Phú và họ đã token hóa Tổng cộng là 360 triệu các bạn Đây là cái dự án lớn nhất bây giờ Ở trên mạng lưới của Polygon và Stellar Cái đó là Securitize Đó chính là của BlackRock đó các bạn Thì đã token hóa tổng cộng là 274,8 triệu đô la Không trái phiếu Và họ token hóa cái quỹ Buildo này Là trên Ethereum Và cái dự án thứ ba đó chính là Mountain Protocol Các bạn và tổng cộng đó Thì họ đã token hóa Là 152 triệu và họ token hóa trên mạng lưới gì Ether thì bạn thấy được là những công ty này họ không lựa chọn những cái mạng lưới tư nhân mà họ lựa chọn token hóa trên những mạng lưới công cộng và cái sự lựa chọn lớn nhất bây giờ các bạn nhìn thấy một điểm chung đó chính là Ethereum các bạn. Chúng ta có đương nhiên là Stellar nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta cũng có Polygon là mạng lưới tầng 2 của Ether. Rồi Ether, Ether 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 Polygon chúng ta có Avalanche, Ether Genesis và Polygon thì uh, chúng ta đều biết là chúng ta cũng có Ether Polygon là mạng lưới tầng 2. Base là mạng lưới tầng 2 của Ether Được uh, quản lý bây giờ bởi Coinbase các bạn Thì các bạn nhìn thấy được là tất cả Đều hướng về Ether Chúng ta cũng có một số ngoại lệ nhưng mà bây giờ Ether vẫn là cái mạng lưới mà những công ty này Lựa chọn cho nên nếu như mà SEC thật sự muốn nói Ether Để chứng khoán đó đó là một trong những Cái lời tuyên chiến rất là lớn Và để nhắc lại tới bây giờ SEC hoàn toàn Im lặng không nói gì về Ether hết các bạn Tất cả bây giờ chỉ là tin đồ mà thôi Sự thật ra sao không ai biết được nhưng mà thu kinh hóa công trái phiếu là như thế nào các bạn thì cũng có thể hiểu đơn giản đây là một cái quỹ mà họ thô kinh hóa những cái công trái phiếu thay vì là chúng ta có những cái người thuận nghĩ phần lớn như người này chắc có thể là những cái người mà từ quốc gia khác cho nên nếu như mà họ mua trực tiếp từ Blackrock hay là Franklin Templeton thì có thể là quá trình ghi nhận là người này là ai thân phận là ai rồi sở hữu bao nhiêu công trái phiếu bao nhiêu cổ phiếu vân vân thì nó rất là phiền phức các bạn nhưng mà bây giờ đã có thu kinh hóa rồi thì họ token hóa tài sản này rồi họ gửi token cho người đó lưu trữ người đó có khóa cá nhân thì chứng minh đó là người sở hữu các bạn nó đơn giản hơn và nó rẻ hơn và nhanh hơn hiệu quả hơn rất là nhiều tôi nghĩ là như vậy tại vì những cái quỹ này đó thật ra không có bán cho những người bình thường như là thùng rồi các bạn tôi nghĩ phần lớn bây giờ họ chỉ đang bán cho những tổ chức đầu tư mà thôi chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là thú vị các bạn ở trên google đó thì bây giờ các bạn đã có thể sử dụng địa chỉ ví của bitcoin để thấy được là cái ví đó có bao nhiêu tiền mà không cần phải đi vào những cái trang web như là bitcoin.com để mà xem tại vì Google đã index trực tiếp rồi các bạn đây là một trong những cái bước tiến tới của Google cũng như là các bạn có thể là copy rồi các bạn dán những cái mã để mà tracking những cái đồ mà các bạn gửi trên mạng thôi nó đã đi đến đâu rồi đó thì bây giờ các bạn cũng có thể dễ dàng copy rồi paste cái địa chỉ ví Bitcoin để xem coi cái ví đó có bao nhiêu tiền Càng ngày Bitcoin lại càng trở thành một phần của cái cuộc sống này để các bạn Và đương nhiên đã là một phần càng ngày càng lớn trong thị trường chứng khoán rồi Đến nỗi mà chúng ta đã nhớ ngày hôm qua đó Larry Fink CEO của BlackRock nói là thật sự quá bất ngờ Khi mà thấy cái nhu cầu của Bitcoin Smart ETF nhiều như vậy Và ông nói là cái quỹ Bitcoin Smart ETF của BlackRock sẽ nhanh chóng trở thành cái quỹ thành công nhất Thành công nhất trong lịch sử của BlackRock các bạn BlackRock có biết bao nhiêu là ETF Mà ông nói đây sẽ là cái quỹ thép thành công nhất một cách cực kỳ bất ngờ. Chúng ta cũng có những thông tin cũng rất là thú vị đến từ những quốc gia khác. Chúng ta bây giờ nói đến Hồng Kông đi. Thì các bạn thấy được là một công ty ở Trung Quốc, đó, công ty này đã có tên là Inkiverse các bạn. Và công ty này được niêm yết trên sàn Hồng Kông. Nhưng mà công ty này đó đã quyết định là họ sẽ đầu tư 100 triệu đô la từ quỹ công ty vào crypto các bạn chi tiết hơn đó thì à, các bạn đã thấy công ty này đã công bố vào ngày hôm qua là hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt ngân sách là 100 triệu đô la để mua một crypto trên những sàn được quản lý và cấp phép và đương nhiên những sàn họ nói đến là những sàn Hồng Kông các bạn. Và công ty sẽ sử dụng quỹ tiền mặt hiện có để mà tài trợ cho việc mua crypto trong 5 năm tới. Lý do tại sao đó thì cũng đơn giản thôi tại vì họ muốn lưu trữ crypto như là một tài sản các bạn thấy bị Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị. Cho nên những công ty họ có thể là lưu trữ cổ phiếu hoặc có thể là lưu trữ vàng hoặc là có thể lưu trữ Bitcoin các bạn và thường những công ty họ sẽ đa dạng giống như chúng ta nói tới những công ty như là Tesla hiện tại với việc mua một cách linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường hiện tại đó thì công ty này vẫn chưa mua bất kỳ loại crypto nào tính từ thời điểm thông báo nghĩa là họ vẫn chưa ra quyết định các bạn nhưng mà các bạn thấy lại có thêm một công ty nữa và chúng ta đều biết là ngay bây giờ hồng kông nó là một cái nơi thử nghiệm của trung quốc về thị trường crypto ở Trung Quốc thì hiện bây giờ họ không cho phép giao dịch crypto trên sàn các bạn. Họ không cho phép các bạn tham gia vào ICO nhưng mà các bạn vẫn có thể giữ crypto và gửi crypto được chỉ không thể được sử dụng như là phương tiện thanh toán mà thôi nhưng mà các bạn từ giữ crypto thì không có ai cấm hết đó là cái luật chúng ta đã có từ hồi tháng thu nhớ là tháng 9 của năm 2017 cho đến ngày bây giờ nhưng mà gần đây đó thì các bạn thấy là Hồng Kông cũng đã thả lỏng hơn họ cũng đã bắt đầu nói tới Bitcoin Spot ETF gần đây chúng ta cũng thấy được là họ cũng muốn bắt đầu cấp phép cho những cái sàn giao dịch thì Hồng Kông chỉ có thể làm như vậy khi mà chúng ta thấy là Trung Quốc đã, đã có cái xu hướng đó rồi. Chứ nếu như không thì không lý do gì mà sử dụng nhiều cái tài nguyên như vậy để có thể có được một thị trường crypto. Nếu như mà Trung Quốc không đồng ý các bạn cho nên nhiều người xem Hồng Kông như là một cái nơi thử nghiệm thị trường crypto. Mình nếu như mà thực sự thành công đó, thì Trung Quốc sẽ cởi mở hơn Cái đó là phỏng đoán bây giờ mà thôi các bạn Tại vì chúng ta cũng đã thấy là biết bao nhiêu người Kỳ vọng là Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại Tại vì như bạn mà không có rõ đó Thì trước đây thị trường crypto lớn nhất trên thế giới Đó chính là thị trường ở Trung Quốc đó các bạn Khi mà Thuận mới tham gia vào năm 2016 và năm 2017 đó Thì người Trung Quốc giao dịch crypto rất là nhiều Những cái sàn lớn rất là nhiều các bạn thường nhớ lúc đó chúng ta có cái sàn BTCC Chúng ta có rất nhiều những cái sàn mà bây giờ không có nữa Tại vì Trung Quốc đã cấm những sàn giao dịch rồi rồi sau đó đó Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những cái nơi mà giao dịch lớn nhất các bạn rồi sau đó họ cũng có những cái quy định không có được chào đón dẫn đến là bây giờ là thị trường lớn nhất giao dịch hàng ngày là thị trường ở Hoa Kỳ hiện tại các bạn tại vì chúng ta bây giờ lại có Bitcoin spot ETF và cái nơi mà đào nhiều Bitcoin nhất bây giờ vẫn là Hoa Kỳ hiện tại sau khi mà Trung Quốc đã ra quyết định là không cho phép nhiều nơi đào Bitcoin cái tay khoảng chừng 2 năm thì tất cả lại chuyển qua hết Hoa Kỳ nhiều người cho đó là những cái quy định mà có thể sau này Trung Quốc sẽ có cái sự hối hận khi mà họ không có thể nào cấm được Bitcoin các bạn, không thể nào cấm được crypto bao nhiêu năm qua và họ cũng không thể cấm đào được cho dù họ không có cho phép đào, người ta cũng sẽ qua quốc gia khác để mà đào mà thôi những nơi khác chào đón họ hơn. Và chúng ta thấy được là ngoại trừ Trung Quốc đó, thì cũng có thông tin đến từ Brazil thì các bạn thấy được là ở Brazil đó thì cái sàn giao dịch chứng khoán B3 họ sẽ bắt đầu cho giao dịch Bitcoin futures vào tháng 4 này trên sàn chứng khoán của Brazil các bạn và Brazil đó là một nền kinh tế không có nhỏ đâu và các bạn đã được là gần đây họ cũng đã có những cái luật để mà công nhận crypto trong đây chúng ta có cái luật đã được ký bởi tổng thống Brazil thường nhớ cái tiền khoảng chừng hơn một năm đó là công nhận crypto là một tài sản được bảo vệ bởi luật của quốc gia Brazil chúng ta cũng có thông tin đến từ Indonesia các bạn giống như thường đang cho các bạn đi vòng quanh thế giới gì đó thì Indonesia nói là các công ty crypto ra thì cần sẽ được đánh giá cho một môi trường thử nghiệm theo quy định có nghĩa là một cái sandbox các bạn regulatory sandbox thì trước khi mà được cấp phép hoạt động tại Indo kể từ tháng 1 năm 2025 khi mà quyền giám sát ngành này được chuyển cho cơ quan quản lý tài chính hay còn gọi là OJK thì cơ quan này đã cho biết là việc này nhằm mục đích là bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống gian lận trong đầu tư bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ crypto tại Indo mà không được đánh giá trong cái sandbox này sẽ bị coi là hoạt động bất hợp pháp thì hiểu đơn giản như thế này các bạn các bạn là một công ty liên quan đến crypto các bạn muốn hoạt động ở Indo thì trước hết các bạn cần phải nộp đơn rồi sau đó các bạn cần phải trả lời những câu hỏi và cũng bắt đầu là hoạt động nhưng mà trong các phạm vi cho phép giống như là có thể là họ lựa chọn những cái đối tác nào mà thôi các bạn thử hoạt động trong phạm vi đó và sau đó một thời gian họ đánh giá nếu như mà sản phẩm các bạn an toàn thì họ mới bắt đầu cấp phép rồi các bạn mới có thể là cung cấp dịch vụ đó cho tất cả người dân ở Indo thì đây cũng là một cách quản lý các bạn cả thế giới bây giờ ra thì đều đang chuyển hướng sang quản lý crypto rất là hiếm khi nào chúng ta nghe nói tới quốc gia mà thật sự muốn cấm crypto các bạn và trên thế giới này đó nếu như nói tới quốc gia lớn mà cấm crypto thì chỉ có một mà thôi đó chính là Trung Quốc các bạn nhưng mà họ cũng cấm YouTube họ cũng cấm Facebook họ cũng cấm Google chứ đó họ cấm rất nhiều thứ và những cái thứ mà họ cấm đó thì vẫn phát triển ngay bây giờ. Chúng ta cũng có thông tin đến từ nước Anh các bạn thì chi tiết hơn đó cơ quan giám sát tài chính của nước Anh đã đưa ra cảnh báo đối với những người mà có tầm ảnh hưởng đó những cái KOL các bạn trên mạng xã hội mà những người mà có ý định chia sẻ lời khuyên sai lệch và những đồng miêm khôi có thể bị xử phạt nặng. Và đây là một cái luật mà họ đã đưa ra liên quan đến là quảng cáo những đồng miêm khôi nhưng mà bây giờ họ đã giải thích rõ hơn là cái Quy định này áp dụng với những cái KOL các bạn, những cái khô trên mạng xã hội luôn Chứ không phải là đối với những công ty không đâu Và họ nói là cho dù là cái người đó quảng bá đồng miêm mà không được trả tiền trực tiếp từ dự án đó Thì vẫn có thể là bị vi phạm luật Cho dù họ chia sẻ đồng miêm chỉ để câu like hay câu view đó thì cũng bị vi phạm luật Nếu như mà họ chia sẻ sai lệch về sự thật và khuyến khích đầu tư một cách không công bằng, rõ ràng Và gây ra nhiều sự hiểu nhầm và nếu như mà bị phạt ra thì cơ phải phạt tiền hoặc là phải lãnh án tù 2 năm hoặc là cả hai tùy theo trường hợp các bạn. Thì đó là cái thông tin đến từ nước Anh. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ uh, X các bạn, đến từ Twitter. Thì uh, ngày hôm qua đó thì Elon Musk cũng đã lên tiếng nói là bây giờ đó thì những cái account nào mà có hơn 2.500 verified subscriber. Có nghĩa là những người mà đăng ký đã được xác nhận. Theo đơn hiểu đó chính là những bạn mà đã có cái blue checkmark như là các bạn trả ít nhất là 8 đô la để có thể là sử dụng những cái chức năng của X thì uh, những ai mà có hơn 2.500 những bạn đó thì uh, sẽ được những cái chức năng premium miễn phí. Những ai mà có hơn 5.000 người theo dõi mà đã xác nhận đó Thì uh, có thể nhận được Premium Plus Thì cái sự khác biệt giữa Premium và Premium Plus đó Sự khác biệt đó chính là Các bạn có thể sử dụng được uh, ROCK các bạn ROCK đó chính là cái AI của X hiện bây giờ Và đối với Ether đó Thì uh, Ledger cũng đã chia sẻ Một cái thuyết ngày hôm qua Nhưng mà nào mà muốn gửi Những cái token trên mạng lưới Ether Hoặc là Ethereum Mà gặp cái lỗi này trên màn hình Cái lỗi này là cái uh, lỗi Nó gọi là cái lỗi Internal Error Plus Limit Thì hiện bây giờ đó Ledger sẽ xử lý cái vấn đề này nhưng mà không biết đã xử lý chưa các bạn tại vì trong vòng mới nghe qua thôi cũng không có gửi những cái token liên quan tới Ethereum thì uh, hiện bây giờ nếu như các bạn gặp cái vấn đề này đây, thì Ledger nói là các bạn có thể sử dụng một cái ví khác như là cái ví uh, Rabi và kết nối Ledger để mà sử dụng Ethereum trong thời gian hiện tại cho đến khi nào mà họ sửa xong cái lỗi này đó chính là thông báo đến từ Ledger có một thông tin lớn khác mà thuận không có thời gian chia sẻ ngày hôm qua đó chính là cái uh, sự kết hợp cái thể nói là cái sự chuẩn bị kết hợp thôi các bạn vì vẫn còn phải được cộng đồng thông qua thì chúng ta có ba cái dự án lớn trong thị trường crypto này liên quan tới ai trí tuệ nhân tạo đó chính là Fetch.ai các bạn Đây cũng là một trong những dự án cũng lâu đời rồi Và Fetch.ai đó thì có thể hiểu đơn giản Đây là một cái dự án mà họ chuyên về cho các bạn gây dựng những cái ứng dụng, những cái app liên quan tới AI Chúng ta có cái dự án thứ nhì là Singularity.net Thì dự án này là một cái dự án mà chủ yếu liên quan đến một cái chợ liên quan tới AI các bạn Một cái marketplace để các bạn có thể mua bán những cái sản phẩm liên quan tới AI và cái dự án thứ ba đó hiểu đơn giản đó chính là Ocean Protocol thì dự án này là liên quan đến việc là đưa những cái dữ liệu để có thể được train bởi AI các bạn thì ba dự án lớn này họ đang muốn là kết hợp với nhau để có một cái hệ sinh thái cực kỳ vững chắc cho AI phi tập trung các bạn và họ sẽ có một cái đồng mới có tên là ESI và đồng này sẽ là đồng đại diện cho cả ba dự án này các bạn và sau khi mà có tin này ra thì chúng ta được thị trường phản ứng rất là tốt trong khi mà chúng ta thấy được là nhiều token đã tăng tới 30% khi bây giờ đó chúng ta thấy được là Fetch.ai thì tăng 5.5% ngày hôm nay chúng ta có Singularity thì tăng 11% mà chúng ta có Ocean Protocol tăng 8.2% đây là một tin tức rất là lớn các bạn cho hệ sinh thái của AI phi tập trung. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!